và RH, bởi vì hai cái nhóm máu này khi mà có xảy ra tai biến truyền máu cho lâm sàng thì những cái tai biến truyền máu này nó sẽ xảy ra tai biến truyền máu rất là dữ dội và thường nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân. Và trong nội dung của bài hôm nay thì cái phần đầu tiên chị sẽ điểm qua sơ lược cho các bạn về cấu trúc của kháng. Thì cái phần này thì các bạn xong rồi, ở đây thì chị chỉ nhắc lại thôi. Thì về kháng nguyên trên hồng cầu thì nó là một cái cấu trúc mà nó hiện diện ở, có thể là ở đại đa số trường hợp là nó hiện diện ở trên bề mặt hồng cầu, nhưng mà bên cạnh đó thì nó có thể hiện diện ở những cái vị trí khác, như ví dụ như một số cái nhóm máu đặc biệt thì cái kháng nguyên này nó sẽ hiện diện ở trong huyết tương của bệnh nhân, hoặc là một một số cái trường hợp khác nó có thể hiện diện ở dưới cái lớp màng phospholipid của hồng cầu, nhưng mà nói tóm lại là đại đa số trường hợp là nó sẽ hiện diện trên bề mặt của hồng cầu để nó quyết định những cái kháng nguyên của hệ thống nhóm máu. Và về cái cấu trúc của kháng nguyên hồng cầu này thì người ta chia thành hai phần. Phần đầu tiên đó là cái phần bản chất protein, và cái phần bản chất protein này nó có trọng lượng phân tử rất là lớn, và chính cái phần trọng lượng phân tử lớn này nó sẽ quyết định cái khả năng kích thích cơ thể tạo kháng thể của cái kháng nguyên này. Cái kháng nguyên đó các bạn, nó sẽ có một số cái tính chất, ví dụ như là cái tính chất kích thích cơ thể tạo kháng thể, đó là một cái tính chất cực kỳ quan trọng trong cái phần trong cái phần giữa kháng nguyên và kháng thể của hồng cầu. Như vậy thì cái phần của cái cấu trúc protein của kháng nguyên là cái cấu trúc quan trọng nhất để kích thích cơ thể tạo kháng thể. Như vậy thì cái trọng lượng phân tử của cái phần protein này càng lớn thì nó mới có khả năng sinh kháng kích thích tạo kháng thể được. Còn đối với những cái kháng nguyên mà nó có cái phần protein này trọng lượng phân tử nhỏ dưới 10.000 datong thì gần như nó không có khả năng kích thích cơ thể sinh kháng thể. Cái phần thứ hai đó là cái phần HTEN. HTEN tức là một cái phần cấu trúc về bản chất nó là có thể là lipid hoặc là lipid, nhưng mà cái phần này thì có trọng lượng phân tử nhỏ thôi, và nó cũng là một cái phần cực kỳ quan trọng, bởi vì cái phần HTEN này là cái vị trí gắn của kháng nguyên vào kháng thể, tức là nó sẽ quyết định được cái tính đặc hiệu của kháng nguyên từng loại kháng nguyên của hồng cầu. Về vị trí kháng nguyên của hồng cầu thì gần như trước đây người ta quan điểm rằng là đại đa số kháng nguyên thì nó đều hiện diện trên bề mặt hồng cầu, ví dụ kháng nguyên của hệ thống nhóm máu ABO nó sẽ hiện diện trên hồng cầu, hoặc là kháng nguyên của hệ thống nhóm máu RH nó sẽ hiện diện trên bề mặt của hồng cầu. Tuy nhiên có một số trường hợp là kháng nguyên giống như nãy chị nói, kháng nguyên nó sẽ hiện diện ở trong huyết tương của bệnh nhân, và khi nó hiện diện trong huyết tương của bệnh nhân nó đạt đến một cái nồng độ nhất định, tức là phải nồng độ nó phải đủ lớn thì cái nguyên này nó sẽ được hấp phụ lên mặt của hồng cầu, và khi đó nó mới biểu hiện ra được cái nhóm máu của bệnh nhân. Tức là đối với những cái trường hợp mà những cái nhóm máu mà có kháng nguyên nó hòa tan ở trong huyết tương thì có chỉ khi nào nó được hấp phụ lên trên bề mặt hồng cầu thì lúc đó nó mới biểu hiện ra được cái nhóm máu. Cái trường hợp thứ ba, một cái vị trí cái kháng nguyên thứ ba đó là nó bị che lấp bởi cái màng phospholipid, và khi nào cái màng phospholipid này nó tiếp xúc với những cái men tiêu ký cái màng phospholipid này thì nó mới bộc lộ ra được cái kháng nguyên ha. Và có một số trường hợp thì cái kháng nguyên nó chỉ hiện diện trên hồng cầu thôi, nhưng mà có những cái trường hợp khác, ví dụ như kháng nguyên của nhóm máu ABO thì nó hiện diện ở gần như tất cả những cái tế bào có nhân của cơ thể, ví dụ như là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và một số những cái tổ chức khác, ví dụ như chẳng hạn hoặc là thận chẳng hạn, thì nó cũng có hiện diện của những cái kháng nguyên của nhóm máu ABO. Do đó các bạn sẽ thấy một số cái tình huống như là đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân người ta có chỉ định ghép tạng chẳng hạn, thì đầu tiên và quan trọng nhất của cái người hiến tạng và cái người đó là người ta phải cùng cái hệ thống nhóm máu ABO, bởi vì những cái kháng nguyên này bên cạnh nó hiện diện trên hồng cầu thì nó còn hiện diện ở những cái tế bào khác của cơ thể. Một cái phần kế tiếp đó là người ta đánh giá sự xuất hiện và tồn tại hồng cầu, thì người ta thấy rằng cái kháng nguyên hồng cầu này nó xuất hiện rất là sớm ở trong giai đoạn bào thai, và thường đó thì khi cái người phụ nữ mà người ta phát hiện ra người ta mang thai thì gần như là cái bào thai đó nó đã có bắt đầu hình thành những cái kháng nguyên của hồng cầu. Nhưng mà có một số cái trường hợp kháng nguyên hồng cầu nó sẽ phát triển hoàn chỉnh sau khi sinh, tức là một cái đứa trẻ khi được sinh ra thì cái kháng nguyên hồng cầu nó đã được hoàn chỉnh rồi,
Ví dụ như đối với nhóm máu Rh, tức là nhóm máu rhesus, thì khi một cái đứa trẻ được sinh ra cái nhóm máu rhesus như thế nào thì cả cuộc đời của đứa trẻ đó thì cái nhóm máu rhesus đó nó không thay đổi. Tuy nhiên có một số nhóm máu mà cái hệ thống kháng nguyên nó chưa có phát triển hoàn chỉnh, hệ thống kháng nguyên của nhóm máu ABH, tức là nhóm máu ABO mình hay nói đó, thì đối với cái nhóm máu ABO các bạn thì cái nhóm máu này nó chỉ hoàn chỉnh sau khi sinh khoảng 36 tháng, tức là cái đứa trẻ này nó được khoảng 3 tuổi nhóm máu này nó mới được hoàn chỉnh mà thôi. Do đó các bạn sẽ gặp một cái tình huống ví dụ như sau này có một số bạn sẽ làm ở bên là chuyên khoa nhi chẳng hạn, bạn sẽ thấy một cái tình huống là có những cái đứa trẻ khi mới vừa được sinh ra nó định cái nhóm máu ABO, nó có thể có một cái nhóm máu ABO này, ví dụ như đứa trẻ mới sinh ra có nhóm máu A chẳng hạn, định nhóm máu ABO là nhóm máu A, nhưng mà một cái thời gian sau đó ví dụ như 12 tháng, 18 tháng chẳng hạn, người ta có việc gì đó người ta cần định là nhóm máu của đứa trẻ này có thể là nó thay đổi nhóm máu, ví dụ như trước đó là nhóm máu A, thời gian sau có thể là nhóm máu B, hoặc là thời gian sau nữa nó có thể là một cái nhóm máu khác. Do đó các bạn cần lưu ý là khi mình có một cái chỉ định mình cần phải định nhóm máu ABO của những cái đứa trẻ sơ sinh cho đến 36 tháng tuổi, thì các bạn cần lưu ý giải thích với gia đình là đến sau 36 tháng tuổi thì nhóm máu ABO nó mới được hoàn chỉnh và nó sẽ tồn tại suốt đời, còn trong cái thời điểm mà trước 36 tháng tuổi thì nó có thể thay đổi chứ, để các bạn đôi khi người ta quay lại người ta kiện cáo lung tung. Và người ta thấy rằng đối với cái kháng nguyên hồng cầu á, thì thường nó sẽ tồn tại suốt đời. Tồn tại suốt đời tức là sao? Tức là ví dụ như người có một cái loại nhóm máu ABO chẳng hạn, ví dụ như đối với nhóm máu ABO của một cái bệnh nhân Nguyễn Văn A chẳng hạn, người ta là nhóm máu A đi, thì từ cái thời điểm đó đến đến suốt cái cuộc đời người ta thì người ta sẽ có nhóm máu A chứ không có thay đổi gì nữa. Tuy nhiên trong một số trường hợp như là khi người ta mắc một số cái bệnh lý và đặc biệt là những cái bệnh lý thuộc về những cái dòng tế bào, dòng lympho, tức là những cái tế bào mà nó có thể sinh kháng thì ta sẽ thấy là trong cái giai đoạn bệnh nhân mắc những cái bệnh lý này thì cái nhóm máu ABO của bệnh nhân có thể thay đổi trong cái thời bệnh nhân mắc bệnh lý đó. Khi mà cái bệnh lý này được điều trị ổn định rồi thì cái nhóm máu ABO sẽ trở về cái loại nhóm máu nguyên thủy của người ta. Cái phần thứ hai đó là kháng thể kháng lại kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu, hay còn gọi một từ đơn giản nôm na nó là kháng thể hồng cầu. Thì đối với kháng thể hồng cầu xét về mặt cấu trúc của các bạn thì lúc trước mình hay nói là xét về mặt cấu trúc thì nó sẽ có 5 loại, giống như thầy Long thầy hay nói là viết tắt từ cái từ gamma để cho các bạn dễ hình dung đó. Tức là mình có IgG nè, IgA nè, IgM nè, IgD và IgE. Tuy nhiên khi người ta đánh giá về mặt kháng thể ở trong kháng thể của hồng cầu trong truyền máu thì chị xin phép là chị chia thành 3 nhóm để cho các bạn dễ hình dung, và nó sẽ liên quan về mặt chức năng của những cái kháng thể này trong những cái phản ứng truyền máu. Thì nhóm đầu tiên đó là kháng thể tự nhiên, đó là kháng thể tự nhiên. Thì kháng thể tự nhiên này gọi là tự nhiên, tức là khi khi một cái cơ thể được sinh ra những cái kháng thể này nó đã hình thành sẵn rồi, tức là nó không có phát sinh qua một cái quá trình miễn dịch rõ ràng như kháng thể miễn dịch. Tức là miễn dịch tức là sao? Ví dụ như là đối với những cái kháng thể thì cái quá trình hình thành kháng thể bắt buộc phải có sự tiếp xúc giữa những cái kháng nguyên lạ với cơ thể của người. Nhưng mà bây giờ đối với những cái kháng thể tự nhiên này, cái quá trình tiếp xúc kháng nguyên nó không có, giữa kháng nguyên và cơ thể nó không có rõ ràng, và khi cơ thể sinh ra là nó đã có kháng thể này rồi, nó có sẵn ở trong cơ thể, do đó người ta sẽ gọi là kháng thể tự nhiên. Và xét về mặt bản chất thì kháng thể tự nhiên này bản chất nó là IgM, nó là IgM. Và các bạn biết về xét về mặt cấu trúc của IgM thì IgM nó có một cái cấu trúc là cấu trúc gọi là pentamer, tức là cái cấu trúc này nó có tới 5 nhánh lận. Và khi với một cái cấu trúc 5 nhánh như vậy thì cái cấu trúc của nó rất là phức tạp, và trọng lượng phân tử của những cái kháng thể này nó có trọng lượng phân tử rất là lớn. Và đối với cái nhóm mà kháng thể tự nhiên mà có bản chất là IgM này á, thì thường cái IgM này nó chỉ hoạt động ở điều kiện nhiệt độ lạnh, tức là điều kiện nhiệt độ từ 0 cho đến khoảng 20-24 độ C, hoặc là một số trường hợp thì nó sẽ hoạt động được ở điều kiện nhiệt độ 37 độ C trong cái môi trường đẳng trưng của cơ thể. Tức là cái kháng thể tự nhiên này nó có thể hoạt động được ở hai cái môi trường là môi trường lạnh và môi trường nhiệt độ cơ thể người. Và cái nhóm kháng thể tự nhiên mà đối với hệ thống nhóm máu hôm nay chị giới thiệu với các bạn đó là kháng thể tự nhiên của nhóm máu ABO. Tức là các bạn sẽ thấy ví dụ như một một cái bệnh nhân mà người ta có nhóm máu A chẳng hạn, thì trên bề mặt hồng cầu người ta sẽ có kháng
nguyên A và nhiên sẽ có luôn cái kháng thể tự nhiên đó là anti B ha. Thì đó là cái nhóm kháng thể tự nhiên. Nhóm thứ hai đó là kháng thể miễn dịch. Kháng thể miễn dịch tức là một cái kháng thể mà nó được hình thành thông qua một cái quá trình miễn dịch rất là rõ ràng, ví dụ như một cái quá trình truyền máu hoặc là quá trình mang thai bất thuận hợp. Thì tại sao truyền máu người ta gọi là quá trình miễn dịch? Tại vì khi các bạn biết hồi nãy mình có nói đó, đối với cái hệ thống nhóm máu của người, bây giờ người ta thống kê có khoảng trên 30 cái hệ thống nhóm máu của người, tức là hồng cầu của mình có rất rất là nhiều cái kháng nguyên thuộc về những cái nhóm máu khác nhau. Nhưng mà khi người ta tiến hành người ta truyền máu thì trên truyền máu lâm sàng thì người ta bắt buộc phải thuận hợp hai nhóm máu chính đó là ABO và RH, còn những cái nhóm máu phụ còn lại thì người ta không có khảo sát. Do đó khi mà người ta truyền máu vào, ví dụ khi truyền một cái túi máu vào trong cơ thể bệnh nhân thì nó chỉ hòa hợp được ABO và RH thôi, còn những cái nhóm máu phụ còn lại nó không hòa hợp. Do đó khi mà có sự tiếp xúc giữa cái kháng nguyên của những nhóm máu phụ đối với cơ thể thì những cái sự tiếp xúc này nó sẽ kích thích cơ thể hình thành những cái kháng thể miễn dịch ha. Tức là cái kháng thể được hình thành thông qua một cái quá trình tiếp xúc giữa kháng nguyên lạ và cơ thể thì người ta sẽ gọi là kháng thể miễn dịch. Hoặc là một cái quá trình mang thai bất thuận hợp. Tại sao người ta gọi là mang thai bất thuận hợp? Tức là một cái bào thai nó là một cái sản phẩm được hình thành từ cái hệ thống di truyền của bố và của mẹ. Do đó đối với những cái bào thai mà nó mang cái thông tin di truyền của bố thì đối với cơ thể mẹ đó là những cái kháng nguyên lạ. Do đó người ta gọi là mang thai bất thuận hợp là như vậy. Do đó cái bào thai này nó có khả năng kích thích cơ thể người mẹ sinh ra những cái kháng thể miễn dịch ha. Và xét về mặt bản chất, kháng thể miễn dịch này bản chất nó là IgG các bạn, IgG. Thì IgG này về mặt cấu trúc thì nó có cấu trúc là monomer, tức là có một nhánh, chỉ có một nhánh duy nhất mà thôi. Và cái cấu trúc monomer này thì nó sẽ giúp cho cái kháng thể IgG nó có cấu trúc đơn giản và trọng lượng phân tử rất là nhẹ. Và cái cấu trúc monomer này nó sẽ giúp cho những cái kháng thể miễn dịch này nó đi qua dễ dàng qua cái hàng rào nhau thai, tức là hàng rào nhau thai giữa cơ thể mẹ và cái bào thai thì nó có thể là đi qua được những cái kháng thể này. Và đối với cái kháng thể miễn dịch bản chất là IgG thì cái thời gian xin lỗi cái nhiệt độ hoạt động của nó thì cái nhiệt độ hoạt động của nó chỉ có hoạt động được duy nhất ở nhiệt độ 37 độ C, tức là nhiệt độ của cơ thể người thôi. Đối với những cái kháng thể này mà các bạn rút máu đem ra cái môi trường lạnh, ví dụ các bạn đem vô phòng xét nghiệm thì các bạn sẽ thấy những cái kháng thể này nó sẽ không có hoạt động, tức là nó sẽ không có phản ứng với những cái kháng nguyên tương ứng của nó ha. Và khi mà các bạn học tới phần thực tập á, thì các bạn sẽ thấy có những cái xét nghiệm mà người ta chỉ cần cho cái hồng cầu phản ứng với cái kháng thể ở ngay trong điều kiện nhiệt độ của phòng thí nghiệm, thì cái đó thường là người ta đang đánh giá về cái kháng thể tự nhiên, tức là cái kháng thể IgM. Bởi vì kháng thể IgM đó nó có thể hoạt động được điều kiện nhiệt độ lạnh. Còn khi người ta muốn xem cái hoạt động của cái kháng thể miễn dịch hay là IgG thì bắt buộc người ta phải cho cái phản ứng đó được thực hiện ở trong môi trường 37 độ C, tức là người ta phải ủ cái phản ứng đó ở nhiệt độ 37 độ C thì phản ứng nó mới xảy ra được. Cái nhóm thứ ba đó là kháng thể tự sinh. Kháng thể tự sinh tức là sao? Tức là cái kháng thể này bình thường nó không có hiện diện trong cơ thể, mà trong những cái trường hợp mà rối loạn miễn dịch, những cơ thể nó sẽ tự tạo ra những cái kháng thể này, và kháng thể này người ta gọi là kháng thể bất thường, tức là bình thường nó không có. Khi nào nó có một cái vấn đề gì đó trong cơ thể thì cơ thể sẽ tạo ra những cái kháng thể tự sinh này. Và cái kháng thể tự sinh này thường cái đích đến của nó sẽ gắn vào những cái kháng nguyên của cơ thể. Ví dụ như nó có thể gắn vào kháng nguyên của hồng cầu, nó gây vỡ hồng cầu trong cái bệnh cảnh là thiếu máu tán huyết do miễn dịch, hoặc là những cái kháng thể tự sinh này đích đến bây giờ nó không phải là hồng cầu, nó tấn công vào tiểu cầu chẳng hạn, thì nó sẽ gây một cái bệnh cảnh là giảm tiểu cầu do cái miễn dịch, hoặc là nó tấn công vào những cái cơ quan khác của cơ thể, ví dụ tấn công vào khớp, vào thận, vào phổi, vào tim vân vân, thì nó có thể gây ra những cái bệnh lý rối loạn tự miễn, hay các bạn hay nghe nói nôm na đó là bệnh lý hệ thống. Cái phần thứ hai đó là cái phần nói sâu vào một số cái hệ thống nhóm máu. Thì trong cái bài này gọi là các hệ thống nhóm máu, tức là mình sẽ giới thiệu về nhiều cái hệ thống nhóm máu lắm, nhưng mà theo kinh nghiệm chị dạy cái bài này của học kỳ 1 á,
thì khi dạy mấy bạn Y43 thì khi nói về những cái hệ thống nhóm máu phụ thì gần như các bạn bị rối loạn, các bạn không còn nhớ gì nữa trơn. Do đó theo rút kinh nghiệm với lại cũng xin ý kiến của bộ môn là chỉ nói sâu với các bạn hai cái hệ thống nhóm máu chính, đó là hệ thống nhóm máu ABO và hệ thống nhóm máu RH, để cho các bạn nắm rõ được những cái hệ thống nhóm máu này. Còn các hệ thống nhóm máu phụ thì tí xíu nữa sẽ điểm sơ qua với các bạn. Đầu tiên đó là hệ thống nhóm máu ABO, thì đây là cái hệ thống nhóm máu chính của người. Là bởi vì sao? Bởi vì cái hệ thống nhóm máu này, khi mà các bạn tiến hành cái việc điều trị bằng truyền máu, thì cái chuyện cực kỳ quan trọng là các bạn không được để cái phản ứng xảy ra giữa những cái nhóm máu này với nhau. Bởi vì nếu mà xảy ra cái phản ứng giữa những nhóm máu này thì bệnh nhân sẽ tử vong trong những cái phút giây rất là sớm. Ví dụ chỉ cần xảy ra phản ứng tai biến truyền máu của bất đồng hệ thống nhóm máu ABO thì bệnh nhân của mình có thể tử vong chỉ trong vòng vài phút đầu tiên sau khi xảy ra tai biến mà thôi. Thì đối với cái hệ thống nhóm máu ABO thì cái nhóm máu ABO này nó có một số cái đặc điểm. Thì đối với cái hệ thống nhóm máu ABO nó sẽ có hai yếu tố để quyết định. Yếu tố đầu tiên đó là cái kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu, tức là nhóm máu ABO là cái nhóm máu nó có kháng nguyên hiện diện ngay trên bề mặt hồng cầu. Do đó ví dụ như trên bề mặt hồng cầu nó hiện diện cái kháng nguyên gì thì bệnh nhân của mình sẽ có cái nhóm máu thuộc về cái nhóm máu ABO đó. Ví dụ đối với hệ thống nhóm máu ABO thì trước giờ các bạn biết rồi, mình sẽ có bốn bốn nhóm máu chính, đó là nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Thì ví dụ như trên bề mặt hồng cầu hiện diện cái loại kháng nguyên gì thì bệnh nhân sẽ có cái nhóm máu đó. Nên cái yếu tố kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu người ta còn gọi nôm na là cái yếu tố quyết định trực tiếp nên cái nhóm máu ABO. Tức là ví dụ như bệnh nhân trên bề mặt hồng cầu có kháng nguyên A thì bệnh nhân đó khả năng là người ta sẽ có nhóm máu A. Và một cái yếu tố thứ hai quyết định nên cái nhóm máu ABO của người đó là cái kháng thể ở trong huyết tương của người ha, và cái kháng thể của nhóm máu ABO người ta gọi là kháng thể tự nhiên, tức là cái kháng thể này tự nhiên mà nó có. Một cái người được sinh ra thì đối với cái nhóm máu ABO thì mặc nhiên nó sẽ vừa có kháng nguyên vừa có kháng thể ở trong cơ thể. Như đối với cái nhóm máu A, đối với nhóm máu A thì cái kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu nó sẽ là kháng nguyên A và kháng thể sẽ là anti-B, sẽ là anti-B. Nếu một số bạn hỏi tại sao không phải là anti-A luôn cho nó dễ, nhưng mà nếu là anti-A thì cái người đó không bao giờ sống được các bạn, bởi vì cái anti-A đó nó sẽ phản ứng ngưng kết với kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu và nó sẽ xảy ra cái phản ứng đó là phản ứng vỡ hồng cầu do cái phản ứng ngưng kết giữa kháng nguyên và kháng thể. Do đó đối với nhóm máu A thì kháng nguyên sẽ là kháng nguyên A và kháng thể sẽ là anti-B. Đây là một cái điều rất là hay của tạo hóa, tức là một cái kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên để có hình thành nên cái nhóm máu ABO. Ví dụ như nhóm máu B hồng cầu sẽ là kháng nguyên B, thể sẽ là anti-A. Ha. Đối với nhóm máu AB thì kháng nguyên sẽ vừa có kháng nguyên A vừa có kháng nguyên B, nhưng mà kháng thể thì không có kháng thể ở trong huyết tương của bệnh nhân, những người bệnh nhân có nhóm AB. Còn đối với nhóm máu O thì trên bề mặt hồng cầu, O tức là không các bạn, thì trên bề mặt hồng cầu sẽ không có kháng nguyên thuộc nhóm máu ABO, nhưng mà nó sẽ có những cái kháng nguyên của những cái nhóm máu khác. Và trong kháng thể, trong huyết tương thì nó sẽ vừa có kháng thể A và vừa có kháng thể B luôn. Thì đối với cái hệ thống nhóm máu ABO này thì nó sẽ được di truyền tuân theo cái định luật Mendel các bạn. Định luật Mendel tức là cái định luật di truyền theo nguyên tắc bán bảo tồn, tức là cái cơ thể con, một cái cơ thể con được hình thành nó sẽ có lấy phân nửa từ mẹ, nên người ta gọi là cái quy luật bán bảo tồn. Và trước kia các bạn người ta hay nói là dùng cái nhóm máu, cái kết quả nhóm máu của con để quyết định coi cái huyết thống của cha con coi nó có phải hay không. Nhưng mà trên thực tế nếu mà mình dựa vào cái nhóm máu ABO để mình nói về cái huyết thống thì nó không có chính xác các bạn, bởi vì các bạn biết rồi, đối với nhóm máu ABO thì mình chỉ có bốn nhóm máu là A, B và O, và nó có tần suất trùng hợp đối với những cái kháng thể và gần như không có liên quan gì nhau, nó vẫn có trùng hợp. Ví dụ như ví dụ như nhóm máu O chẳng hạn, nhóm máu O là đối với dân tộc Việt Nam thì cái nhóm máu O là nhóm máu có tần suất xuất hiện cao nhất, khoảng trên 40%, thì tức là 100 người có khoảng 40 người có hệ thống nhóm máu O. Ví dụ một cái trùng hợp ngẫu nhiên là cái người này và một cái đứa trẻ có cùng nhóm máu O, thì như vậy nếu mà mình dựa vào cái nhóm máu O để mình đánh giá về huyết thống thì nó sẽ gặp sai lầm. Tuy nhiên
Trong một số trường hợp người ta có thể dựa vào nhóm máu ABO để người ta loại trừ huyết thống, tức là người ta sẽ dựa vào cái quy tắc bán bảo tồn khi mà đối với di truyền nhóm máu. Chỉ ví dụ như một một cái trường hợp một cái người đàn ông nhóm máu AB chẳng hạn, lập gia đình với một cái cô vợ nhóm máu O, mà tự nhiên sanh ra một cái đứa trẻ nó xuất hiện nhóm máu O, con của người này xuất hiện nhóm máu O, thì coi chừng cái đứa trẻ này không phải là con của người đàn ông này. Bởi vì nếu mà cái người cha mà có cái nhóm máu AB thì khi cái người này thực hiện cái hiện tượng phân ly để tạo giao tử, tức là tạo tinh trùng, thì cái tinh trùng này đối với cái hệ thống nhóm máu ABO thì nó sẽ có cái loại tinh trùng mang cái kháng nguyên A và loại tinh trùng mang kháng nguyên B, thì không thể nào cái cá thể con ở đời con của cái người này mà có khả năng xuất hiện cái kiểu hình là nhóm máu O được. Do đó người ta sẽ không có dựa vào nhóm máu ABO để khẳng định huyết thống, nhưng mà người ta có thể dựa vào nhóm máu O, dựa vào cái quy luật di truyền phân ly độc lập của cái nhóm máu ABO để người ta loại trừ cái huyết thống là có phải loại trừ được cái đứa trẻ này không phải là người con của cái người cha về mặt pháp luật ha. Cái phần kế tiếp đó là kháng thể của hệ thống nhóm máu ABO, thì nãy chị có nói sơ sơ rồi, đây là kháng thể tự nhiên, đây là kháng thể tự nhiên, thì nó sẽ có kháng thể là anti A, anti B và anti V. Bản chất đây là IgM, đại đa số trường hợp nó là IgM. Và về cấu trúc thì các bạn thấy đây là một cái cấu trúc pentamer, tức là cấu trúc tới 5 nhánh luôn các bạn, cấu trúc tới 5 nhánh. Do đó các bạn thấy là đối với cấu trúc 5 nhánh này, khi nó phản ứng ngưng kết xảy ra hoàn toàn á, thì nó có thể phản ứng được với 5 cái kháng nguyên khác nhau. Do đó các bạn sẽ thấy là cái phản ứng ngưng kết của những cái kháng thể tự nhiên này thì thường cái phản ứng ngưng kết này nó xảy ra tương đối mạnh. Và đối với cái đặc điểm của cái kháng thể bản chất IgM á các bạn, giờ nãy chị có nói là nó hoạt động trong điều kiện nhiệt độ lạnh cũng được, hoạt động trong điều kiện nhiệt độ 37 độ C cũng được luôn, và một số cái đặc điểm khác. Ví dụ như các bạn thấy là với cái cấu trúc là pentamer với trọng lượng phân tử rất là lớn như vậy, thì cái kháng thể tự nhiên này nó sẽ không qua được cái hàng rào của nhau thai. Và đây cũng là một cái điều tương đối là may mắn, là bởi vì ví dụ như cái kháng thể này mà nó qua được hàng rào nhau thai thì các bạn sẽ rất là dễ thấy cái hiện tượng phản ứng tán huyết do bất đồng nhóm máu ABO giữa mẹ và thai nhi. Là tại vì sao? Là bởi vì ví dụ như cái kháng thể tự nhiên này, kháng thể tự nhiên này mà nó qua được hàng rào nhau thai, thì ví dụ một cái người mẹ mà có nhóm máu O chẳng hạn, thì người mẹ này có anti A, anti B mà kháng thể tự nhiên mà qua được hàng rào nhau thai, thì chỉ cần người mẹ này mà có mang một cái bào thai mà cái bào thai này có cái nhóm máu là nhóm máu A hoặc nhóm máu A hoặc là nhóm máu B, thì sẽ xảy ra tai biến truyền máu do bất đồng nhóm máu ABO giữa mẹ và thai nhi. Một cái đặc điểm kế tiếp nữa đối với cái kháng thể tự nhiên của nhóm máu ABO, đó là cái kháng thể này khi nó phản ứng thì cái khả năng ngưng kết của nó rất là mạnh các bạn. Nó gắn được nhiều kháng nguyên trên hồng cầu, và khi nó phản ứng rồi nó sẽ kéo những cái kháng nguyên này xuống hết và nó hình thành một cái phản ứng ngưng kết mạnh, và các bạn có thể thấy được cái phản ứng ngưng kết này bằng mắt thường. Và cái điều này nó sẽ được minh chứng khi các bạn thấy là chỉ cần khi mình để cái nhóm máu A hoặc cho phản ứng với nhóm máu B thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy cái phản ứng ngưng kết thành những cái đám hồng cầu, và mình nhìn rất dễ bằng mắt thường ha. Và một cái đặc điểm nữa đó là cái đặc điểm của cái kháng thể của hệ thống nhóm máu ABO này, cái bản chất của IgM này nó có cái khả năng hoạt hóa bổ thể rất là mạnh, và khi nó hoạt hóa được bổ thể rồi thì nó rất là dễ gây cái phản ứng vỡ hồng cầu, tức là khi phản ứng giữa cái kháng thể tự nhiên của hệ thống nhóm máu ABO khi nó phản ứng với cái kháng nguyên thì nó có khả năng gây vỡ hồng cầu liền tức khắc khi mà nó xảy ra cái phản ứng ngưng kết. Và người ta thấy rằng cái nồng độ của kháng thể ABO này nó sẽ thay đổi tùy theo từng người, tức là các bạn, tức là ví dụ như có những cái người cùng một cái hệ thống nhóm máu như nhau, ví dụ như trong cùng một nhóm người có cái nhóm máu A chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy cái hiệu giá kháng nguyên và kháng thể của từng người khác nhau, và cái hiệu giá này nó sẽ được quyết định bởi những cái yếu tố di truyền của từng cá thể. Ha, chứ không phải là cái mức độ phản ứng giống hệt như nhau ở tất cả những cái cá thể khác nhau. Và đây là cái bảng thể hiện cái tần suất xuất hiện cái nhóm máu ABO ở người da trắng và người Việt Nam, thì các bạn sẽ thấy có một số cái sự khác biệt. Ví dụ như đối với cái hệ thống nhóm máu
ABO ở người Việt Nam thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ cao nhất nó thuộc về tỷ lệ nhóm máu O, tỷ lệ nhóm máu O với tỷ lệ khoảng trên 40%, kế tiếp là nhóm máu B và sau đó là nhóm máu A và cuối cùng là nhóm máu AB. Nhóm máu AB thì người ta hay còn gọi nôm na là nhóm máu hiếm. Tuy nhiên cái tần suất xuất hiện đối với máu ABO này ở khi người ta phân tích ở trên những người da trắng thì người ta sẽ thấy rằng cái tần suất xuất hiện cao nhất thuộc về nhóm máu A với khoảng 45%, sau đó là nhóm máu O khoảng 43%, nhóm máu B và nhóm máu AB thì chiếm tỷ lệ thấp hơn hẳn với 9% và 3%. Ha. Và đây là cái sơ đồ truyền máu, đây là cái sơ đồ truyền máu của hệ thống nhóm máu ABO. Và tại sao chị phải đưa cái sơ đồ truyền máu này lên? Tại vì qua một số lần khi mà cho thi thì thấy các bạn đối với khi yêu cầu các bạn vẽ cái sơ đồ truyền máu thì có một số bạn vẽ chưa có hợp lý, là bởi vì các bạn khi cái yêu cầu vẽ sơ đồ truyền máu thì các bạn cứ vẽ là ví dụ nhóm máu O cho A, cho AB, cho B chẳng hạn. Nhưng mà cái chuyện mà cực kỳ quan trọng ở đây đó là mình phải truyền cùng nhau chế truyền máu. Các bạn chỉ được truyền thay thế nhóm máu trong một số trường hợp đặc biệt. Do đó cái vẽ sơ đồ truyền máu thì cái mũi tên quan trọng nhất tức là cái mũi tên tự truyền của từng nhóm máu thì lúc đó các bạn lại rất hay quên ở chỗ này. Các bạn chỉ cứ vẽ cái sơ đồ truyền máu là các bạn cứ vẽ là truyền khác nhóm máu thôi. Cái nhóm máu quan trọng thứ hai đó là nhóm máu resist ha. Nhóm máu resist thì người ta thấy rằng về mặt đặc điểm đây là một cái nhóm máu mà người ta gọi là quan trọng thứ hai sau cái hệ thống nhóm máu ABO. Và bởi vì sao nó quan trọng là bởi vì cái hiệu giá, cái kháng nguyên, mức độ phản ứng của kháng nguyên của nó rất là mạnh và nó chỉ xếp hàng thứ hai sau cái hệ thống nhóm máu ABO mà thôi. Và do đó nếu mà nó xảy ra cái phản ứng cái tai biến truyền máu thì cái phản ứng tan huyết nó mạnh lắm và nó cũng có thể ảnh hưởng đó, người ta sẽ xếp hàng. Và tính tới thời điểm hiện tại thì người ta thấy rằng người ta thống kê đối với hệ thống nhóm máu Rh thì nó có khoảng trên 50 cái kháng nguyên quy định nên hệ thống nhóm máu Rh, tức là có rất nhiều cái kháng nguyên quy định nên nhóm máu resist. Nhưng mà trong cái 50 cái kháng nguyên đó thì có 5 cái kháng nguyên cực kỳ quan trọng, đó là kháng nguyên D lớn, C lớn, E lớn, C nhỏ và E nhỏ. Đây là 5 cái kháng nguyên cực kỳ quan trọng của nhóm máu Rh. Và trong 5 cái kháng nguyên này thì cái kháng nguyên D lớn là cái kháng nguyên cho cái phản ứng mạnh nhất. Do đó người ta hay nói là đối với nhóm máu Rh thì người ta hay ghi là nhóm máu RhD dương tính chẳng hạn, hoặc là nhóm máu RhD âm tính. Thì ý người ta muốn nói rằng trong 50 cái kháng nguyên của nhóm máu Rh đó tôi đánh giá bằng cái kháng nguyên D. Và gần như bây giờ khi mà đánh giá về về nhóm máu Rh là người ta chỉ nói về cái kháng nguyên D mà thôi. Về đặc điểm của cái kháng nguyên của hệ thống nhóm máu Rh đó các bạn, thì người ta thấy rằng đối với nhóm máu resist thì trước kia người ta chia thành hai nhóm, đó là nhóm máu Rh dương tính và nhóm máu Rh âm tính. Tức là nhóm máu Rh dương là nhóm máu Rh mà ở trên cái màng hồng cầu đó có sự hiện diện của một cái kháng nguyên D hoàn chỉnh, một cái kháng DNA nguyên D rất là hoàn chỉnh. Thì người ta thấy rằng là khi mà có rất là nhiều kháng nguyên D hiện diện trên bề mặt hồng cầu thì người ta sẽ gọi là nhóm máu Rh dương, D dương. Còn đối với cái trường hợp mà nhóm máu Rh D âm thì người ta đánh giá rằng là không có sự hiện diện của cái kháng nguyên D trên bề mặt của hồng cầu. Và trước kia thì người ta chỉ nói đến hai cái nhóm máu này thôi, hai nhóm máu Rh D dương và nhóm máu Rh D âm. Nhưng mà gần đây xuất hiện thêm một cái nhóm máu Rh nữa, đó là nhóm máu Rh D yếu, nhóm máu Rh D yếu. Tức là sao? Tức là cái kháng nguyên D này, D yếu, tức là nó yếu như thế nào? Thì người ta thấy rằng nó có một số cái đặc điểm của cái hệ thống nhóm máu Rh D yếu này. Thì cái chuyện đầu tiên là người ta thấy nó xét về mặt cái mật độ đối với cái kháng nguyên Rh D yếu này. Thì khi mà người ta đánh giá về cái mật độ của kháng nguyên D hiện diện trên bề mặt hồng cầu thì người ta sẽ thấy cái tần suất xuất hiện của những kháng nguyên D này nó ít hơn hẳn so với một cái nhóm máu Rh D dương tính thật sự. Tức là
Đối với nhóm máu RHD dương tính thì có rất nhiều kháng nguyên D hiện diện trên cùng một cái hồng cầu. Nhưng mà đối với nhóm máu kháng nguyên RHD yếu thì những cái kháng nguyên D này hiện diện rất là ít. Và một cái đặc điểm thứ hai, một cái khả năng thứ hai nữa là những cái kháng à, người ta xét thấy rằng mặt cấu trúc của kháng nguyên á, thì nó sẽ có một cái tình huống, tức là cái cấu trúc kháng nguyên D yếu này nó sẽ không có hoàn chỉnh như một cái kháng nguyên D D thông thường. Về chỉ ví dụ một cái ví dụ nôm na thôi, ví dụ một cái kháng nguyên D thông thường nó sẽ cấu trúc có 5 đoạn gen trong đó chẳng hạn, 1 2 3 4 5 đi, thì cái kháng nguyên D yếu này nó chỉ có cấu trúc ví dụ như nó mất một đoạn hoặc hai đoạn, nó có thể là 1 2 3 hoặc là 1 3 4 gì đó chẳng hạn, hoặc 1 2 3 4 nó thiếu mất đoạn 5 đi chẳng hạn, thì đó là một cái trường hợp nữa. Cái nhóm nhóm RH người ta đánh giá về cái nhóm máu RH thì người ta sẽ đánh giá là nhóm RH dương tính thật sự. Nhóm RHD âm nó sẽ có ba nhóm máu. Như vậy thì để người ta đánh giá về cái từng nhóm máu như thế thì người ta sẽ làm như thế nào? Thì đây là một cái sơ đồ để xác định nhóm máu RHD. Thì các bạn sẽ thấy đầu tiên đối với cái nhóm máu RHD này thì người ta sẽ cho cái hồng định nhóm máu RH, người ta cho phản ứng với một cái kháng thể. Kháng thể này người ta được sản xuất sẵn rồi, kháng thể này là anti-D, bởi vì người ta muốn tìm cái kháng nguyên D trên hồng cầu. Thì về trước kia khi với một cái kỹ thuật định nhóm máu RH trước kia thì người ta sẽ cho cái phản ứng này được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ của phòng thí nghiệm. Người ta cho phản ứng, nếu mà phản ứng xảy ra dương tính ngay trong điều kiện nhiệt độ của phòng thí nghiệm thì khi này người ta khẳng định luôn đây là RHD dương. Còn nếu cái phản ứng này xảy ra âm tính thì lúc trước kia các bạn thì người ta sẽ gọi đây là phản ứng RHD âm tính. Nhưng mà bây giờ người ta phát hiện à, trong cái nhóm này nó còn có sự hiện diện của một cái nhóm đó là RHD yếu nữa, thì người ta đối với cái trường hợp mà cái phản ứng này nó là cái phản ứng âm tính, hồng cầu cho phản ứng với anti-D cho phản ứng âm tính, thì khi này người ta chưa vội kết luận nhóm máu RHD âm được, người ta sẽ tiến hành người ta ủ cái phản ứng đó ở 37 độ C ha. Tại sao phải ủ? Là bởi vì cái kháng thể anti-D của nhóm máu RH nó là kháng thể miễn dịch các bạn, nó là kháng thể miễn dịch. Do đó đối với cái kháng thể miễn dịch này người ta bắt buộc phải ủ ở điều kiện 37 độ C để cho cái phản ứng này nó xảy ra hoàn toàn. Và sau đó người ta cho thêm một cái thuốc thử nữa là AHG vào. Thì cái AHG này nó là gì? Thì khi các bạn học cái bài thực tập thì các bạn sẽ được giới thiệu về cái AHG. Thì nếu mà sau khi ủ ở 37 độ C và cho AHG vào, các bạn thấy cái phản ứng nó từ âm tính mà nó chuyển sang dương tính, thì khi đó người ta sẽ kết luận cái nhóm ra máu RH này là nhóm máu RHD yếu. Còn đối với cái trường hợp mà nếu mình đã ủ ở 37 độ C và cho AHG vào mà cái phản ứng này nó vẫn âm tính thì khi đó người ta sẽ khẳng định đây là phản ứng âm tính thực sự, người ta sẽ kết luận là nhóm máu RHD âm thực sự. Thì tại sao người ta phải phải tách hai cái nhóm máu này ra? Thì trước kia khi người ta chưa có cái khái niệm về cái nhóm máu RHD yếu này á thì người ta gom hết luôn cả RHD yếu và RHD âm thực sự này đưa vào cái nhóm đó là RHD âm. Nhưng mà giờ sao nó phải tách ra là bởi vì một cái chuyện mình quay lại về cái bản chất của kháng thể của nhóm máu RH. Thì cái kháng thể của nhóm máu RH này nó là đối với xét trong cái trường hợp mình đánh giá về cái kháng nguyên D thì cái kháng thể của nhóm máu RH nó là anti-D. Thì cái anti-D này nó khác với cái anti-A, anti-B, anti-AB trong cái nhóm máu ABO hồi nãy. Thì cái anti-D này bản chất của nó là kháng thể miễn dịch các bạn. Kháng thể miễn dịch tức là cái kháng thể mà nó được hình thành phải thông qua quá trình truyền máu, quá trình phải có sự tiếp xúc giữa kháng nguyên D và một cái cơ thể. Và cái kháng nguyên D này yêu cầu là nó phải lạ đối với cái cơ thể của cái người nhận kháng nguyên. À, và đối với cái kháng thể của nhóm máu RH tức là cái anti-D mình đang xét về anti-D thì cái kháng thể này nó là kháng thể miễn dịch, do đó nó hoạt động ở mạnh rất mạnh ở điều kiện nhiệt độ 37 độ C. Và đối với cái kháng thể của nhóm máu RH này
thì cái khả năng ngưng kết của nó không có, tức là khi mà kháng thể gắn với kháng nguyên rồi thì các bạn vẫn không có thấy được bằng mắt thường, bởi vì nó không gây gây ngưng kết hồng cầu được, nên mình sẽ không thấy được bằng mắt thường. Và để thấy được cái phản ứng này thì bắt buộc là người ta phải cho một cái loại thuốc thử là AHG vào, tức là AHG để người ta thấy được qua thông qua trung gian là AHG thì người ta thấy mới thấy được cái phản ứng ngưng kết này như thế nào. À, như vậy tại sao mà người ta phải tách ra được cái nhóm máu RHD yếu? Thì bây giờ để mình đánh giá về cái nhóm máu RHD yếu thì các bạn phải coi RHD yếu là nó có kháng nguyên D không. Câu trả lời là có, nhưng mà cái kháng nguyên D này, cái thứ nhất là tần suất, tức là cái mật độ kháng nguyên này nó thấp, và cái thứ hai về mặt cấu trúc thì nó là một cái những cái cấu trúc kháng nguyên D nó không hoàn chỉnh. Nhưng mà nó có kháng nguyên không? Câu trả lời nó vẫn có được. Do đó, đối với cái trường hợp mà nhóm máu RHD yếu này, nếu mà các bạn đem cái nhóm máu RHD yếu này mà các bạn lỡ các bạn truyền cho một cái người có nhóm máu RHD âm thật sự thì sao? Thì nó sẽ có tiếp xúc giữa cái kháng nguyên D, mặc dù kháng nguyên D này là D yếu, nhưng mà khi kháng nguyên D yếu này nó tiếp xúc với một cái trường hợp mà một cơ thể người không có kháng nguyên D hồi trước giờ thì nó mà nhóm máu RHD âm thực sự tạo ra cái kháng thể anti-D. Và đối với những cái trường hợp mà nhóm máu RH, khi đánh giá về RH thì người ta sợ nhất trong cái trường hợp là nhóm máu RH này đó là hình thành cái anti-D trong cơ thể của bệnh nhân, người ta sợ lắm, chứ không phải giống như nhóm máu ABO. ABO là kháng thể tự nhiên nó có sẵn rồi, nhưng mà đối với những cái trường hợp mà nhóm máu, những cái nhóm máu mà có kháng thể miễn dịch đó các bạn, thì bằng mọi cách của mình là đừng để xuất hiện kháng thể miễn dịch ở trong cơ thể bệnh nhân, bởi vì khi có kháng thể miễn dịch rồi, lần sau tiếp xúc nữa nó sẽ xảy ra tai biến, nó sẽ xảy ra tai biến truyền máu do tiếp xúc giữa cái kháng nguyên truyền vào và cái kháng thể miễn dịch đã được hình thành trong cơ thể bệnh nhân. Thì như vậy đối với nhóm máu RH này, những cái nhóm máu nào có khả năng hình thành kháng thể miễn dịch thì cái nhóm đầu tiên mình phải đánh giá, mình phải nhắc đến đó là nhóm máu RHD âm thực sự. Đây là một cái nhóm máu cơ thể hoàn toàn không có bất cứ một cái loại kháng nguyên D nào hết. Do đó, chỉ cần một loại kháng nguyên nào đó đưa vào trong cơ thể bệnh nhân thì cơ thể sẽ tự nhận định được rằng là cái D này nó là lạ đối với cơ thể và cơ thể sẽ hình thành anti-D. Và khi cơ thể hình thành anti-D rồi, một lần sau các bạn tiếp tục các bạn đưa kháng nguyên D vào trong cơ thể cái người đó nữa thì sẽ xảy ra tai biến truyền máu giữa kháng nguyên D đưa vào lần sau với cái kháng thể anti-D đã được hình thành trước đó. Do đó người ta rất là sợ trong trường hợp này. Cái phần thứ hai cần nhắc với các bạn đó là cái nhóm máu RH, nhóm máu RHD yếu. Thì nhóm máu RHD yếu này nó làm sao? Nó có kháng nguyên D không? Câu trả lời là có. Nhưng mà cái kháng nguyên D này mật độ ít và cái D này là không hoàn chỉnh. Do đó đối với cái nhóm RHD yếu này thì chị hay nói nôm na nó là cái một người hai mặt các bạn. Tức là khi mà các bạn đem nó đi truyền cho người ta, đi truyền máu thì nó có vai trò là nhóm máu RHD dương, tại vì nó vẫn có kháng nguyên D, nên khi các bạn truyền nó cho RHD âm nó sẽ xảy ra một cái tình huống là nó sẽ tạo thành anti-D. Nhưng mà khi nó là cái người nhận máu, khi RHD âm nó là một cái người nhận máu các bạn, thì nó lại trở thành một cái, nó đóng vai trò là RHD âm. Tại vì sao? Là bởi vì mặc dù nó là RHD yếu, nó có kháng nguyên D đó, nhưng mà kháng nguyên D đó không hoàn chỉnh. Do đó nếu các bạn mà đem một cái nhóm máu RHD hoàn chỉnh các bạn truyền vào cho nhóm máu RHD yếu thì nó vẫn có khả năng kích thành anti-D. RHD dương thật sự đem truyền cho RHD yếu mà vẫn tạo thành kháng thể, là hồi nãy chị có nói đó, ví dụ nhóm RHD dương thật sự cái cấu trúc kháng nguyên của nó hoàn chỉnh, tức là ví dụ một cái kháng nguyên đó nó có cấu trúc 5 đoạn gen 1 2 3 4 5, mà cái nhóm máu RHD yếu này bây giờ nó chỉ có một cái cấu trúc kháng nguyên D không hoàn chỉnh, ví dụ nó chỉ có kháng nguyên D 1 2 3 đoạn gen 1 2 3, thì khi các bạn truyền một cái kháng nguyên D nó có cấu trúc 5 đoạn gen 1 2 3 4 5 vào thì đối với cái cơ thể của con người nhóm máu RHD yếu thì đây là một cái kháng nguyên D hoàn chỉnh, nó là một cái kháng nguyên lạ, và khi đó cơ thể nó sẽ hình thành ra cái anti-D để chống lại cái kháng nguyên lạ này, nên cơ thể nó vẫn có khả năng hình thành được anti-D. Do đó đối với cái nhóm máu RHD yếu các bạn,
khi mà nó là cái đóng vai trò là người nhận máu thì các bạn phải đánh giá nó giống như là nhóm máu RHD âm, và các bạn phải sử dụng nhóm máu RHD âm để truyền cho nó. Còn khi nó đóng vai trò là người cho máu thì các bạn sẽ thấy nó đóng vai trò là nhóm RHD dương tính, nên đối với nhóm các bạn không được lấy RHD yếu để truyền cho nhóm RHD âm được. Đó là cái chuyện mà các bạn cần chú ý trong cái trường hợp nhóm máu rhesus. Và đây là cái bảng mà thể hiện cái tần suất xuất hiện của cái nhóm máu RH. Thì đối với người người da đen và người da vàng, hay là người châu Á, ví dụ người Thái Lan, người Việt Nam, thì người ta thấy rằng cái nhóm máu RHD dương đó, nó chiếm tỷ lệ rất là ưu thế, nó chiếm khoảng 99,9 mấy phần trăm, đối với người Việt Nam là 99,96%. Nhưng mà đối với người da trắng thì cái tỷ lệ nhóm máu RHD dương này nó thấp hơn, nó chỉ khoảng 85% mà thôi. Do đó khi các bạn thấy là đối với những cái trường hợp lâm sàng truyền máu ở trong bệnh viện á, khi người ta nghe cái nhóm máu RHD âm, người ta sợ lắm. Sợ lắm là bởi vì cái nhóm máu đó là nhóm máu hiếm, nên khi mà người ta có nhu cầu truyền máu cho cái người bệnh nhân đó thì cái nguồn máu mà cung cấp thì nó rất là hiếm, và đối với những cái trường hợp này thì người ta cần phải chuẩn bị trước. Ví dụ như những cái sản phụ mà có nhóm máu RHD âm thì khi cái người sản phụ đó chuyển dạ hoặc là người ta cần một cái phẫu thuật gì đó chẳng hạn thì phải được chuẩn bị trước những cái túi máu để truyền cho bệnh nhân khi có nhu cầu. Và đây là cái sơ đồ truyền máu. Thì đối với sơ đồ truyền máu ABO thì nãy các bạn biết rồi. Còn đây là cái sơ đồ truyền máu của nhóm máu RH. Đây là sơ đồ truyền máu của nhóm máu RH. Thì các bạn thấy nè, đây là nhóm máu RH âm tính thì giống như nhóm máu ABO. Thì cái chuyện cực kỳ quan trọng của cái việc truyền máu nha, phải truyền cùng nhóm trước cái đã, tức là cái mũi tên tự truyền trước, và cái mũi tên thứ hai là cái mũi tên truyền khác nhóm máu. Thì đối với nhóm máu RH âm tính, RH âm tính thì cái nhóm máu này nó không có kháng nguyên nên các bạn truyền thoải mái. Các bạn truyền cho nó cũng được, các bạn truyền cho RH dương cũng được, các bạn truyền cho RH yếu cũng được. Nhưng mà một cái có một số người nó ơi vậy thì khi truyền máu mình lấy RH âm mình truyền đi cho khỏe. Nhưng mà trên thực tế không khỏe, tại vì RHD âm thì nó chiếm cái tỷ lệ rất rất là thấp. Do đó không thể nào tìm được cái nhóm máu RHD âm để truyền một cách phổ biến như thế. Còn ngược lại, đối với trường hợp cái nhóm RHD dương tính này thì chuyện đầu tiên là truyền cho nó là dễ dàng rồi, nhưng mà khi đem truyền khác nhóm thì ví dụ như nhóm máu RHD yếu thì người ta đưa một cái mũi tên, đó là mũi tên cắt khoảng, tức là sao, tức là chỉ được truyền trong những trường hợp cấp cứu mà thôi. Cấp cứu là ví dụ như các bạn đứng giữa một cái sự chọn lựa, nếu mà các bạn không truyền máu cho bệnh nhân này thì bệnh nhân này có cái nguy cơ tiên lượng tử vong rất là cao, thì khi đó các bạn hãy truyền. Còn nếu mà các bạn nói không, bệnh nhân này tôi chưa truyền bây giờ, nếu mà tôi không truyền thì bệnh nhân này vẫn còn có thể tiếp tục cuộc sống được khoảng một ngày hai ngày gì đó, thì trong thời gian đó thì người ta có thể là tìm cái nhóm máu RH âm để phù hợp với bệnh nhân mà truyền. Do đó đối với cái trường hợp nhóm máu RH cấp cứu mà thôi, trong những các bạn quyết định truyền như thế này thì cái trách nhiệm của mình rất là cao. Và đối với cái quy trình truyền máu của nhóm bất thuận hợp nhóm máu RH thì khi nào các bạn đi bệnh viện thì chị sẽ hướng dẫn các bạn. Ví dụ như mình phải tư vấn bệnh nhân nè, mình phải đánh giá coi bệnh nhân này trước đó đã được truyền cái nhóm máu RH dương lần nào chưa, hoặc là khi mình quyết định truyền thì phải có sự đồng ý của gia đình bệnh nhân, phải có sự đồng ý phải có cái chữ ký của cái phòng xét nghiệm, và phải có chữ ký của bác sĩ, phải có chữ ký của người nhà bệnh nhân gì đó vân vân. Thì đối với cái việc truyền này thì khi đi lâm sàng thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Cái phần thứ ba đó là các hệ thống nhóm máu ngoài hệ ABO và RH. Thì đối với những cái nhóm máu ngoài hệ ABO và RH này thì nó còn rất là nhiều nhóm máu, nó còn khoảng gần 30 nhóm máu lận. Nhưng mà trong nội dung bài hôm nay thì chị sẽ cho các bạn một số nhóm máu tương đối là mình thường gặp, chỉ điểm sơ qua thôi, tại vì nếu nhiều quá thì các bạn sẽ bị rối loạn trong cái trường hợp này. Và đối với những cái nhóm máu phụ ngoài hệ ABO RH này thì chị xin phép là chị chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm có kháng thể lạnh. Tại sao gọi là kháng thể lạnh? Tức là cái kháng thể của những nhóm máu này nó có thể hoạt động được ở điều kiện nhiệt độ lạnh và hoạt động được ở điều kiện nhiệt độ cơ thể. Nhóm mà có kháng thể
ABO gì đó, nó có kháng thể tự nhiên ha, nó có kháng thể tự nhiên. Thì đối với cái nhóm máu, những nhóm máu phụ mà có kháng thể tự nhiên thì người ta xét về nhóm máu lipid ha, nhóm máu Y, nhóm máu B và nhóm máu MN. Tại sao ghi là MNS mà chỉ nói về nhóm máu MN, là bởi vì MNS là ba cái nhóm máu M, nhóm máu N, nhóm máu S. Nhưng mà tại sao đưa vào một group, là bởi vì ba cái nhóm máu này có cấu trúc tương tự nhau và sự biểu hiện của nó có liên quan với nhau. Nhưng mà đối với nhóm máu M và N là hai nhóm máu có kháng thể tự nhiên, nhưng mà nhóm máu S nó là nhóm máu có kháng thể miễn dịch, do đó phải để vậy nhưng mà phải tách ra. À, do đó các bạn nhớ là những cái nhóm máu phụ mà có kháng thể tự nhiên, đấy là nhóm máu Lewis, nhóm máu Y, nhóm máu P và nhóm máu MN. Thì đối với những cái nhóm máu phụ mà có kháng thể tự nhiên này, nó có một cái điều cực kỳ đặc biệt là gần như những cái nhóm máu này nó sẽ có cái hệ thống kháng nguyên của nó phát triển không hoàn chỉnh sau khi sinh. Nó giống giống như cái nhóm máu ABO vậy các bạn. Thì ví dụ như đối với nhóm máu Lewis này, thì cái hệ thống nhóm máu Lewis này nó chỉ phát triển hoàn chỉnh, nó chỉ phát triển hoàn chỉnh sau khi sinh ở cái thời điểm là khoảng 18 tháng sau khi sinh mà thôi ha. Và cái nhóm máu Lewis này các bạn, nó là cái nhóm máu mà có kháng nguyên hòa tan ở trong huyết tương các bạn. Đây là cái nhóm máu mà có kháng nguyên hòa tan ở trong huyết tương, hồi nãy chị nói về mặt vị trí, về mặt vị trí của cái kháng nguyên. Thì do đó không phải lúc thống nhóm máu Lewis hết trơn, không phải lúc nào cũng biểu hiện, mà nó có lúc không, và khi nào nó đạt được một cái nồng độ nhất định thì nó sẽ và hấp phụ lên trên bề mặt của hồng cầu và nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài cái hệ thống nhóm máu, đó là hệ thống nhóm máu Lewis. Và có một số cái đặc điểm nó làm cho cái nhóm máu Lewis này nó ít gây phản ứng truyền máu. Thì có một số bạn sẽ hỏi là tại sao cái nhóm máu Lewis này cũng như nhóm máu P, nhóm máu Y này nó vẫn là cái nhóm máu có kháng thể tự nhiên như ABO mà cái tai biến truyền máu nó lại ít xảy ra ở nhóm máu này, là bởi vì chuyện đầu tiên là cái mức độ phản ứng của kháng nguyên và kháng thể nó yếu các bạn. Cái thứ hai là thường nó phát triển không có hoàn chỉnh sau khi sinh, nó phát triển không có hoàn chỉnh, tức là ví dụ nhóm máu Lewis là chỉ khi nào mà nó đạt được một cái nồng độ rất cao nó mới được hấp phụ lên trên bề mặt hồng cầu, rồi sau đó tự nhiên thời gian rất là ngắn sau đó nó sẽ biến mất, rồi lại thời gian nó sẽ lại hấp phụ lên trên bề mặt hồng cầu nữa. Do đó nhóm máu này là nhóm máu giống như hiện diện không trên bề mặt hồng cầu, nên gần như nó không có vai trò trong đối với nhóm máu P. Đối với nhóm máu P, đây là nhóm máu P, thì người ta thấy là cũng có gây tai biến truyền máu vậy, nhưng mà ít thôi ít thôi, bởi vì đối với cái nhóm máu P này, cái nhóm chủ yếu, cái kháng nguyên chủ yếu là cái kháng nguyên P. Thì đối với cái kháng nguyên P này là khoảng 80-85% cái tần suất xuất hiện của cái kháng nguyên. Nhưng mà đối với cái trường hợp mà nhóm máu P này thì nó không có cái kháng thể. Nhóm máu B1 này là tần suất xuất hiện cao nhất. Nhưng với cái nhóm máu B1 thì nó lại không có cái kháng thể tự nhiên ở trong cái nhóm máu này, nên nó gần như rất là ít xảy ra cái tai biến truyền máu ha. Nhưng mà đối với cái nhóm máu B này nó vẫn có hình thành cái kháng thể miễn dịch nha các bạn. Nó vẫn có khả năng, tức là bản chất cơ thể nó là kháng thể tự nhiên, nhưng mà khi các bạn truyền những cái nhóm máu phụ này, các bạn không có cần thuận hợp, thì khi mà có sự bất thuận hợp giữa nhóm máu P, ví dụ như truyền một cái túi máu có nhóm máu P1 gặp vô một cái người mà không có nhóm máu P1, thì cơ thể cái người nhận đó có khả năng hình thành anti-P giữa kháng nguyên và cơ thể, thì người ta sẽ gọi là kháng thể anti-B, nhưng mà bản chất nó là kháng thể miễn dịch, giống như không phải là bản chất kháng thể tự nhiên như cơ thể mình sẵn có. Thì khi đó cái anti-B1 nó có khả năng xảy ra tai biến truyền máu ha, có khả năng xảy ra tai biến truyền máu. Nhưng mà tai biến truyền máu giữa kháng thể miễn dịch này và đối với cái kháng nguyên của hệ thống nhóm máu P này thì cái mức độ phản ứng nó cũng không có nhiều lắm. Những cái nhóm máu khác, ví dụ cái nhóm thứ hai là những cái nhóm máu mà nó có kháng thể nóng, thì cái nhóm máu có kháng thể nóng này hay còn gọi là nhóm máu có kháng thể miễn dịch.
Thì đối với cái nhóm có kháng thể miễn dịch mà những nhóm máu phụ thì chị xin phép giới thiệu cho các bạn mấy nhóm, đó là nhóm máu kem, nhóm máu kit và nhóm máu đốt phi. Thì cái nhóm máu kem này nó có một cái đặc điểm các bạn, đây là cái nhóm máu có cái mức độ phản ứng, tức là có hiệu giá kháng nguyên, là mức độ mạnh của kháng nguyên nó đứng thứ ba chỉ sau cái kháng nguyên D của nhóm máu Rh mà thôi. Do đó nếu có sự bất phù hợp của cái nhóm máu kem này thì nó vẫn có khả năng xảy ra tai biến truyền máu ha. Và những cái nhóm máu mà thuộc về nhóm có kháng thể nóng hay còn gọi là nhóm có kháng thể miễn dịch đó, thì những nhóm máu này ví dụ kem, kit và đốt phi thì nó sẽ phát triển hoàn chỉnh sau khi sinh giống như nhóm máu Rh. Do đó các bạn thấy là cái khuynh hướng là những cái nhóm máu mà có kháng thể tự nhiên là nó sẽ không phát triển hoàn chỉnh sau khi sinh. Còn đối với cái nhóm mà có kháng thể miễn dịch thì nó sẽ phát triển hoàn chỉnh sau khi sinh. Kế tiếp đó là nhóm máu kit. Đây là nhóm máu kit ha. Thì đây cũng là một cái nhóm máu phụ, một cái nhóm máu không có miễn dịch mạnh lắm ha. Kế đó là một cái nhóm máu kế tiếp chị muốn giới thiệu. Nhóm máu này nó tương đối có một cái chuyện nó hay ho xí, đó là nhóm máu đốt phi. Nhóm máu đốt phi nó cũng thể miễn dịch, và nhóm máu này là nó máu đốt phi nó sẽ có hai cái kháng nguyên chính để quyết định nhóm máu đốt phi. Thì cái kháng nguyên đầu tiên đó là kháng nguyên FIA và kháng nguyên thứ hai là FIB. Thì đối với hai cái kháng nguyên này nó là hai kháng nguyên đồng trội các bạn, do đó nó sẽ có bốn cái kiểu hình, bốn kiểu hình như thế này: FIA cộng, B cộng, A trừ B trừ, A cộng B trừ và A trừ B cộng. Thì với cái tần suất xuất hiện của cái kiểu hình cao nhất ở Việt Nam đó là FIA cộng B trừ, nhưng mà các bạn xem đối với cái kiểu hình FIA trừ B trừ ở phía dưới đó thì đối với Việt Nam là gần như không có xuất hiện cái kiểu hình này, nhưng mà các bạn thấy ở cái kiểu hình FIA trừ B trừ này ở người da đen á thì người ta thấy nó chiếm khoảng 68%, 68% trường hợp nó xuất hiện ở người da đen. Và tại sao như vậy? Thì nó có một cái chuyện rất là hay, đây là cái hình ảnh của hồng cầu, đây là hồng cầu ha. Thì ở trên bề mặt hồng cầu nó có cái nhóm máu đốt phi, kháng nguyên của nhóm máu đốt phi, đây là kháng nguyên nhóm máu đốt phi. Thì người ta thấy rằng cái kháng nguyên của nhóm máu đốt phi này nó lại cái con ký sinh trùng sốt rét các bạn, Plasmodium. Thì cái con ký sinh trùng sốt rét này sau khi mà nó bị con muỗi nó cắn, con muỗi nó cắn người ta, thì ký sinh trùng sốt rét này được đưa vào trong máu của bệnh nhân. Thì con ký sinh trùng sốt rét này nó chỉ gây cái phản ứng khi nào ký sinh trùng sốt rét này nó gắn được lên trên bề mặt của hồng cầu, thì khi đó nó mới tiết độc tố, nó gây vỡ hồng cầu của bệnh nhân ra và bệnh nhân có cái triệu chứng đó là triệu chứng tán huyết. Và cái vị điểm gắn của ký sinh trùng sốt rét trên bề mặt hồng cầu đó là kháng nguyên của hệ thống nhóm máu đốt phi. Do đó ví dụ trong những cái trường hợp cái người nào mà không có kháng nguyên của nhóm máu đốt phi, tức là cái kiểu hình FIA trừ B trừ, thì khi đó mặc dù ký sinh trùng sốt rét nó có hiện diện ở trong cơ thể của người ta thì nó vẫn không gắn được lên trên hồng cầu, và khi đó nó sẽ không gây bệnh cho bệnh nhân. Do đó một cái điều hay ở cái kiểu hình FIA trừ B trừ này, nó sẽ có cái khả năng miễn nhiễm đối với ký sinh trùng sốt rét, và cái kiểu hình này nó lại xuất hiện ở cái chủng người da đen, tức là nhóm châu Phi, tức là ở cái nơi mà có cái dịch tễ của cái bệnh sốt rét nhiều thì người ta sẽ có cái kiểu hình FIA trừ B trừ nhiều hơn, với mục đích là để hạn chế cái ảnh hưởng của cái bệnh sốt rét lên cơ thể của bệnh nhân. Đó là một cái điểm hay của cái nhóm máu đốt phi muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn biết. Tóm lại về cái bài của cái hệ thống nhóm máu thì cái bài này là một cái bài tương đối khó nên chủ yếu là mình chỉ tập trung vào cái phần đại cương của kháng nguyên và kháng thể hồng cầu. Cái thứ hai là các bạn sẽ tập trung vào hai hệ thống nhóm máu chính là nhóm máu ABO và nhóm máu Rh. Thì những nhóm máu phụ còn lại thì các bạn chỉ biết sơ qua về mặt bản chất của nó thôi. Thì đối với các hệ thống nhóm máu thì cái cách phân chia mà người ta dễ chấp nhận nhất, dễ nhớ nhất đó là phân chia về theo bản chất của kháng thể. Thì đối với nhóm bản chất kháng thể là kháng thể IgM hay còn gọi là kháng thể tự nhiên, thì người ta sẽ thấy là nhóm máu ABH hay là còn gọi là nhóm máu ABO của mình hay nói, nhóm máu Lewis, nhóm máu Y, nhóm máu B và nhóm máu MN.
đối với cái nhóm mà có kháng thể nóng hay là kháng thể miễn dịch thì người ta sẽ thấy nhóm máu đó là nhóm máu Rh, thì người ta đề cập đến kháng nguyên D, nhóm máu Ken, nhóm máu Đốc Phi, nhóm máu kit và nhóm máu S. Đó là cái nội dung của cái bài các hệ thống nhóm máu.